Xin chào tất cả mọi người nhá. Bên em là Quyết Bắc Giang, chuyên chế cháo xe ba bánh nhá. Thì hôm nay bên em lại vừa làm xong giao cho một em khách ở Lào Cai. Đấy, Lào Cai nhá. Thì số điện thoại để góc màn hình nhá. Anh em vừa xem vừa đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Sau video là hay anh em có thể xem được. Thì con ba bánh điện này thì là cái giá của nó bên em giờ đang bán là cho tất cả các bác sẽ là 50 triệu một con. 50 triệu một con. Thì con này thì hàng này bên em chỉ nhận đặt hàng theo yêu cầu. Đấy, nhận đặt hàng theo yêu cầu. Thì sau đây thì bên em sẽ vào chi tiết từng hạng mục một chút thì để anh em nắm được nhá. Anh em mua được thì anh em có thể là anh em đặt hàng bên em. Thì cái này nó sử dụng anh em có thể thay đổi nhá. Đây là sẽ là đầu lái càng. Còn nếu mà anh em sử dụng được anh em có thể mua đầu lái vô lăng. Đấy là tùy anh em thì nó sẽ thêm tiền. Đấy, còn đây. Còn cái này thì đây. Thì cái phần này thì là tất cả ga bằng điện nhá. Đấy, tất cả ga điện này. Thì là ga bằng tay. Thì nó có 3 chế độ lái này, 1 2 3 nhanh chậm này. Đấy. Còn đây là sẽ là công tắc tiến lùi. Đấy, công tắc tiến lùi. Và đây sẽ là cần số phụ nhá. Thì cái này nó được cái là nó có 3 cái phần số phụ này nên nó rất chi là khỏe. Đấy, anh em có thể tải 2 tấn rồi. Tải 2 tấn nhá. Kia, khi cầu số phụ nó vào rồi. Đấy. Đấy, 2 tấn nhá. Thì tất cả đầu lái càng, đèn còi, xi nhan sẽ là mọi chức năng đầy đủ hết cho anh em. Đấy. Và cái ghế ngồi này sẽ ngồi được 2 người. Đấy, ghế ngồi 2 người và sử dụng bình ắc quy của Việt Nam nhá. Thì là anh em vừa dễ sửa chữa và dễ thay đổi, không phải như bình ắc quy khô. Đó là bình ắc quy GS xanh. Đấy, 100A. Và sử dụng 6 bình 72V. Sử dụng phanh dầu anh em nhá. Cái này nó sử dụng phanh dầu hết. Cái này thì nó dễ lái, là ai cũng có thể lái được. Đấy. Và cái motor mới cầu này sẽ nhập khẩu hàng Trung Quốc 100%. Đấy, và hộp số bảng điều khiển đầy đủ hết. Đấy, còn khung sườn này bên em là khung sườn 2,5 ly, hộp 5x10. Sử dụng hộp nhíp 5 tạ này. Đấy, 5 tạ. Nhíp 7 tạ nhưng mà sẽ là nhíp 5 lá và sẽ có độ con kê này. Con kê thì anh em sẽ có tải nặng hơn được. Đấy. Rồi khung sườn thì lốp thì nó sẽ là thông số lốp của nó sẽ là lốp 500-12, lốp lớn nhá. Gai to. Đấy, khung sườn nó rất chi là dày dặn. Cái em bán theo nó kèm theo cả sạc hết, đầy đủ hết nhá. Sạc bình 72 luôn. Đấy. Rất chi là to. Anh em vừa xem kênh, em vừa đăng ký kênh nhá. Đấy, còn anh em nào thích thì là bên em đều bán lẻ hết tất cả phụ tùng cho anh em này. Bộ đầu xe nhá, bên em bán lẻ phụ tùng này. Bộ khung xe nếu anh em có yêu cầu bên em cũng bán cả khung xe. Đấy. Khung xe yêu cầu bán hết tất cả là anh em có mua thì là bên em đều có hết nhá. Phanh tay này, xi nhan này, bộ cầu nhá, chọn bộ cầu này. Bộ cầu lốp nhíp và bộ điều khiển kia và anh em tự đấu. Đấy, và anh em mua phanh dầu bên em bán hết tân tật. Vì cái này nó làm chi phí nó chỉ mất tiền khung nhiều thôi. Còn là nó cũng rẻ thôi, nó không đắt lắm đâu. Đấy, thì toàn bộ như này thì xong cả một con xe bên em lãi được có 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một con thôi. Thì là anh em có nhu cầu thì anh em cứ, một là bên em bán phụ tùng, thứ hai là anh em có thể là mua cả xe bên em. Đấy, tổng thể con này bên em giờ báo giá luôn cho anh em là 50 triệu một con. Đấy, 50 triệu là nó hơn ở cái chỗ khác là anh em có thể chạy tốc độ được nhá. Chạy tốc độ và chạy nhanh, nó rất chi là khỏe. Và bình của nó cái 6 bình như này thì là anh em sẽ sử dụng chạy được 90 km. Đấy, một lần sạc nha anh em nhá, sạc đầy anh em phải chạy 90 km. Đấy, nó cũng khá là ok. Đấy, mỗi lần sạc khi anh em sử dụng xong rồi thì anh em có thể nạp vào. Đấy, chạy thì tốc độ nó cũng khá là nhanh. Đấy, bình tiêu hao điện thì nó cũng ít thôi. Đấy, thì tất cả mọi thứ em đều là cho hết thông số hết rồi. Con này thì anh em mà chạy chợ này, hoặc anh em chạy cung đường ngắn, hoặc là muốn nó xanh sạch đẹp thì anh em có thể mua. Hạ xuống em ơi, hạ xuống chạy thử đi. Đấy, thì này em giới thiệu nó cũng sơ qua đến 90% hết rồi. Thì anh em có thể vừa rất chi là dày dặn nha anh em nha. Thùng sẽ là 1m2, dài 2m. Đấy, 1m2 dài 2m nha các bác nha. Đấy. Sử dụng điện bình ắc quy. Đấy.
Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó đi rất chi là nhẹ nhàng thôi, nó không có cái gì là đấy, đèn còi xi nhan nó đầy đủ hết cho anh em. Tiếng động cả, đi nó rất chưa khỏe, mức tải nó khá là khỏe các bác nhá. Đấy. Đây là anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Quyết Bắc Giang chuyên xe điện 3 bánh rồi 4 bánh, đầy đủ hết tất cả cho anh em lựa chọn và tham khảo nhá. Rồi, em quay chi tiết sơ qua như thế rồi, anh em có nhu cầu muốn mua thì số điện thoại em để góc màn hình nhá. Rồi chào tất cả anh em cùng tất cả các bác.